tùm lơ ghê lắm. Đó, đạp lấy ga, đạp lấy vô, chạy tới. Bây giờ chiếc của ông thì còn quay neo lên. Quay neo lên xong thì mình sẽ chở đầu, mình chạy vô trong kỳ này ngon nhận ở trong cảng SB, BSA. Chiếc cùng nhận chung một cái lô, nhưng mà đó, rồi tới luôn rồi. Nó ai bắt thang cho nó lên, sao bắt hả? Nguyên à? Chưa vô mà. Chưa vô còn ngoài đó. Chưa biết thì lỗ tay lên vô chứ ai lỗi. Bên bệnh thì không hai công ty nữa. Không, hai công ty đó lỗi. Lỗi. Đâu lỗi? Lỗi. Không lỗi, chưa nay không cho ăn cơm á. Mình chưa đã làm được mình cho không vô. Sao sao cái này hai ngày. Tàu lúa mì nó vô rồi mà nó đã nó kém lúa mì chưa đạt. Dạ. Nước gì? Bí đao. Bí đao, uống bí đao kìa. Bít bí đao đó. Để bệnh này uống. Khi
Kim Ngân xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ thì xà lan Ngân đã chạy đang chạy vào trong cảng nhận hàng luôn rồi. Thì sớm á xà lan của Ngân nó bị xì cái sân hàng. Rồi cha Ngân sửa từ hồi sớm tới giờ luôn, sửa từ hồi sáng tới giờ, bây giờ là buổi trưa luôn rồi, 11 giờ trưa rồi. Gần 12 giờ trưa rồi. Giờ xà lan vô nhận hàng luôn, mới đầu là tính chiếc lớn đi nhận trước. Mà chiếc lớn chủ hàng nói là bắt chiếc của Ngân vô nhận trước. Tại vì lô này á, là nó 4 chiếc, 2 chiếc bự và 2 chiếc nhỏ thì chia ra 2 lô. Mà một chiếc bự, một chiếc nhỏ là 1 lô, chiếc bự, chiếc nhỏ 1 lô chia ra. Và cái chiếc tài nhì á, một chiếc tài nhất là chiếc bự 2008, rồi tới chiếc tài nhì, rồi chiếc ca Ngân là chiếc tài ba. Còn chiếc Ngân là chiếc tài tư là tài chót luôn đó, là Ngân sẽ nhận hàng phần trăm. Nhưng mà cái chiếc tài nhì á, nó ra không kịp mọi người, bây giờ Ngân phải dồn lên, phải đôn lên, Ngân nhận tài nhì. Nhận cái lô khác, cha Ngân nhận cái lô khác nhưng mà cùng chủ hàng, cùng một nơi giao luôn. Rồi bây giờ Ngân phải vô nhận hôm nay có dựng sáo nè, có chú Ai đi nhận phụ, có hai người này đi nhận phụ khúc máu. Kỳ này xà lan nhận hàng tới 6 người. Bình thường chiếc lớn ra là chiếc lớn nhận hàng trước đi về không à, kỳ này chiếc nhỏ được nhận trước. Này bác này, bây giờ xà lan Ngân đã chạy vô tới cảng SBPSA rồi. Kỳ này thì mình nhận, mình sẽ cặp tàu mình nhận luôn. Ở dưới này 4 chiếc xà lan này ta nằm tài chuẩn bị nhận nè. Có chiếc xuồng chà bá luôn nè, bụi quá chừng luôn, đóng cửa bít bùng hết trơn rồi. Hình như xà lan này có em bé nhỏ á, cho nên là đóng cửa bít hết. Cái này là mình gọi là nhận hàng con treo sang mạng tàu nha. Chiếc này đang nhận hàng của CB luôn. Thì cái tàu này, cái con tàu này thì Ngân không biết bao nhiêu ngàn tấn, tàu này chắc mấy chục ngàn tấn á mọi người, 60-70 ngàn tấn á. Tàu này nó to khủng khiếp luôn nè, tàu này siêu to. Và tàu này là nguyên chiếc tàu này là tàu của CB hết. Anh Nguyên đu dây lên trên tàu cả nhà ơi. Để rồi đẩy ấy đi chờ dẫn đâu dẫn
Trời ơi ghê quá à. Đi ra khỉ vô. Kèo thấy ghê không? Anh Nguyên anh leo lên trên đó để anh hồi nó một dây với bắt thang. Bắt thang cho Ngân trèo lên. Bao nhiêu phỉ vậy? Tao nó chuẩn bị ra phải không? Hả? Đây là bã đậu nành. Lúc nãy Ngân cặp vô thì xà lan này mới nhận có gào đầu tiên à. Bây giờ nguyên đống núi rồi nè. Nhận cân treo thì nó nhanh dữ lắm. Còn xà lan Ngân thường mà nếu mà Ngân nhận nhanh á, Ngân vô nhận bắp á, thì Ngân nhận tầm khoảng 4 tiếng là xà lan Ngân xong. Nhận tàu nó cực kỳ nhanh luôn. Đây. Gào này thì thường thì gào này là khoảng, nếu mà mình nhận bắp á thì nó khoảng 20 tấn. Còn bã này thì chắc nó nhẹ hơn. Gào siêu bự luôn. Gào này to dữ lắm. Cảng BSA toàn là gào bự không à. Nhận một gào số mười mấy 20 tấn là cái xà lan của mình nó rung rinh luôn á. Tàu bây giờ đang mở dây chuẩn bị dời tàu rồi đó. Tàu đó dời ra là mình dời vô. Dời vô lụm liền. Ở cái gào này ra nè. Lúc nãy á, Ngân quay cái gào bên kia bị ngược nắng. Đã chưa? Tàu của Phương Nam 68, tàu của Hải Phòng. Tàu này ra thì có một chiếc tàu lai ta kéo ở phía bên ngoài nè. Tàu này chạy cái máy gì ồn dữ. Cọng dây còn ở phía sau nè. Cọng dây này cọng dây lái của tàu. Người ta kéo vô kéo bằng máy á, thì nó không có nhanh như mà xà lan mình kéo. Móc thôi nó móc cái neo đi luôn à. Thiệt chứ bộ không hỏi nó còn cái đầu dây á, mất thiệt á. Nó móc vô trong cái bỏ neo liền. Cha con quay cái neo lên. Này sợ hồi nãy sợ nó vướng vô cái cọng dây của tàu đó. Bây giờ mình trường tới luôn. Tàu này dời ra ngoài rồi. Ăn trước đây đi cân đằng hồi lên dây mũi. Lên dây mũi với lên dây mang lên hai cọng. Lên hai cọng vậy, hai cọng dây đó xong mới buộc dây lái. Đó, mình dời ra rồi đó. Dời khỏi chiếc Long An lên cặp ở trên đây luôn. Anh Nguyên, nãy anh Nguyên trèo lên bờ rồi. Anh Nguyên trèo lên bờ để chút nữa mình sẽ buộc dây. Công nhận cái tàu này nó sợ chạy tàu đó chứ anh. Kỹ ghê không?